Alo chào anh em nha, hôm nay 7 tháng 5 năm 2021, mình mới về thêm được một lô máy CD90 đời cao IC nha anh em. Máy CD90 Bentley nha, đời cao IC. Tình trạng là những cái máy này là hàng máy zin đã xe nước ngoài về, nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, máy còn nổ chạy bình thường ha. Nói chung là máy còn chạy nổ bình thường, giá rẻ. Nói chung mình mua được giá rẻ thì bán giá rẻ cho anh em. Thì giá cho anh em mình bán cho cục máy CD90 Bentley đời cao như thế này, máy đã xe nước ngoài về, thì mình bán cái giá là 5,5 triệu một cục, là chỉ cục máy thôi nha anh em. Chỉ cục máy, ngoài ra là không có gì thêm, cũng như là 5,5 triệu là chỉ có cục máy như thế này thôi nha. Không có nắp cá, không có bình xăng, coi xăng gì hết. Mình mua sao về bán vậy. Máy này đồng bộ là đúng máy zin của CD90 Bentley đời cao. Đó. Máy đã xe nước ngoài về. Bao anh em thì thợ test. Máy, tất cả những cái máy này là đã test nổ, còn nổ chạy ngon lành. Nhưng mà mình nói trước để cho anh em dễ hiểu. Mình mua giá rẻ, bán máy bao nổ và bao nguyên zin là đầu nồi chưa rớt, thì những tất nhiên là cái máy này nó nổ trong cái phạm vi còn ok. Chứ không phải là im ru như những cục máy mà CD Bentley 90 là 11 12 triệu ha anh em. Đó, nói chung là những cái máy nước ngoài về á, chưa qua chỉnh sửa mình bán rẻ thế này á, anh em về muốn im thì có thể là thay sinh cam ha, là xúc rửa lại thì mình nó sẽ cho độ im máy cực kỳ cao. Đó. Mình bán giá rẻ, anh em mua chỉ cần vài món đồ thôi là đã hơn cái số tiền 5,5 triệu này rồi. Mà này là máy nguyên cục, máy bao nổ nha anh em. Máy bao nổ nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Đúng máy CD90 Bentley nha. Đó, thì mình có ghi số thứ tự nè. Tổng cộng là 11 cục nè ha. Bây giờ mình quay sơ bộ, cứ từ từ cái máy nào anh em ưng máy nào cứ chốt em. Alo em báo máy đó còn thì anh em chốt. Đó. Máy còn rất là đẹp. Đây là cục máy số 1 nha. Đó, cục máy số 1. Máy số 1. Máy là máy nguyên zin hết nha anh em. Nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Máy số 2 nè. Sơn zin toàn bộ nha. Máy nào cũng còn ngon lành, cốt nhông tải là anh em thấy à. Nước ngoài ta chạy mới nhiều nha anh em. Vẫn còn ok lắm. Máy số 3. Mình quay sơ bộ vậy thôi. Máy thì máy nào cũng đẹp. Giá này em bán 5,5 triệu thì mức giá này giá hời rồi nha anh em. Không thể nào rẻ hơn được. Quá đẹp. Hôm nay đồ CD90 cực kỳ mắc nha anh em. Đồ CD90 dính lửa với IC này đồ cực kỳ mắc, không hơi rẻ nha. Đó, mình bán giá này thì quá rẻ rồi. Anh em mà cần cái alo em nha. Nguyên cục luôn, bán 5,5 triệu, máy bao nổ. Bao anh em là đầu nồi chưa rớt. Anh em về muốn làm gì làm. Giá rẻ cho anh em. Đó, máy nào cũng nói chung là máy, những cái máy này là mình đã yêu cầu bên nước ngoài là trước khi bán cho mình là nó đã test nổ cho mình hết rồi. Em có test nổ hết rồi. Mình bán bao cho anh em là máy sống nha, chứ không phải máy chết nha. Đó, mình bán thì mình nói rõ máy sống hay máy chết, đơn giản lắm, để tránh khỏi nói tình trạng là bữa bán sao giờ nói vậy đó. Máy sống nó bán máy sống, máy chết nó máy chết, mình đâu có gì đâu phải sợ nha anh em. Đó, máy sống rồi về cứ nổ thôi. 11 cục giá đồng giá là em bán là cứ 5,5 triệu cục. Anh em nào ok cứ muốn mua cứ ghé tiệm em, hoặc là anh muốn em mới xa mua cứ chuyển khoản nhận tiền gửi hàng ha. Có 11 cục, 5,5 triệu cục. Anh em lấy từ 5 cục trở lên có giá tốt cho anh em ha.